Sapphire trắng có sao các bác nhá. Nhỏ nhưng mà rất đẹp. Mỗi mặt này chỉ hơn 1 triệu thôi, chưa tới 2 triệu là có mặt sapphire trắng sao để lên nhẫn nữ đó. Nắng người thì mới thích, nhưng để quay trời nó mù tối quá. Này quanh đèn thì sao sướng lắm.